I would now be on my throne. Hey ya. What the fuck? Huh? Hey. What the? À, lấy combo. À. Thế nhờ đấy. Không được. Tại sao làm thế? Có một overhead nó chỉ có một hit confirm phải làm thế. Ê từ từ mà anh đang để máu một trang chỉ buồn cười vãi. Trời ơi. Anh để máu màu trắng như buồn cười vãi. Lì làm được hả? Ừ. À để làm video hả? Đưa chứ không trông kiểu ấy. Mình nhau té sữa rồi. Ok. Người bị whip lâu quá. Ừ đúng rồi, chính xác, đánh nhau té sữa ra đây. Mẹ bầu đánh nhau. Đây để tí kiếm thời cơ chụp cái ảnh. I love the smell of the final round fight. No way. What the fuck? Ai da. No. Té sữa, té sữa. Con đấy, quả nhiên con Veda nó bắn một đống rồi một màu trắng cái buồn cười nó chịu được. Anh chui lên xem nào. Đây 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 đây. Thấy chưa? Ô sàn nhà thằng nó bắn mất đi sàn nhà. Nó sẽ bật Premiere lên đây. Cái gì? Sao còn mấy con mèo? Oh. Tên anh một con này ngon quá nhỉ? Quá nhanh. Cái này phải giữ cơ, giữ tấm thành nhảy mới cần bấm sớm sớm tí. Nhổ sữa ra. Ah.
Thế ba. Cái gắp to thế. Phải biết cái gì gắp to thật. Oh, stop it. cứ copy thôi. Ta đi mua bao nhiêu frame anh? 7. Mà nó xa thế. Ừ. Quá luôn. Cười phải. Ơ sao bị thương anh mẹ nhiều khi thế thôi. À nhanh. À. Được, không được. Vai. Cái full screen à? Arm full screen. Ừ. Thế đó. Round 2. Fight. Ôi bé. Nó nhanh quá, không kịp react. Nhá. Đã con, đã con. Đã con. Nà. Con này nhìn mình cười vậy. Round start. Nên. Ôi nó hồi nhanh ấy. Anh vì anh phải luyện mà. Ó. Overhead, overhead. Round 2. Fight. Oh.
dị. Ơ sợ thế. Đúng nhầm rồi. Nhảy không được. Phải rồi. Hế nhảy. Ơi thiếu một hit. Đa. Đa. À thật chết là biết rồi. Thua đi. À. Đánh nó làm cái gì? Để yên cho nó đứng lên chưa. Con Melina người màu tét tét màu trắng thì buồn cười quá. Phù tè ạ. Thợ sơn. Ê dạ. Ah. Hí hí. Cái đấy chậm lắm, không cần cái gì đâu. Em chưa biết mix up lúc mà bỏ dìu xuống. Con này mạnh ở cái đoạn đấy, chưa biết chơi. We punish. Ah, my product. Finally. Đấy. Ủa. Đạp to quá. Round 2.
Này cái này vẫn chưa tệ bằng con Geras đâu. Con Geras nó còn bị combo đam tao này, tức là trộm cái skill của con Shizuko ấy. Con này còn nhẹ nhàng chán. Đi nhầm rồi. Thế sao xử lý được ba được? Mẹ! Để trả chúng cái gì bây giờ đâu? Trời! Quá con sư gì cổ ấy. Round 1 fight. Nó diệt nó cả, nó bay ở trên không. Zoning không được, ấy chết. À. À. Round 2 fight. Ấy chết rồi, gọi nhầm rồi. Đấm cả hai luôn. Cái gì rồi? Hey. Punish. Now to finish. Final round. Fight. Cứ mình tai tính gì? À. What the f- Melina wins. Nó có gì thắm to với con Shurinko không nhỉ? Lưu Cang à? Round 1 fight. Giờ đám to để cho nó copy à? Ừ. Yeah.
Ôi sao trượt được? Đỉnh. Ôi lại vừa nhắn đi một góc. Đâu á? Không được trúng. Đấy không trúng đâu. 1 2 xong rồi phải mồi một cái standing 4 vào để trúng đấy. Qua luôn. Trời ơi. Ê, sao sức của đấy? Được kìa. Cầm cái gì thì còn cười vậy. Cầm cái gì to bằng cả người nó luôn. Những cái này không không bằng cái ấy đâu. Con ơi sử dụng con Kitana đâu? Kitana đâu? À. Nãy bấm được mà ta, vừa bấm chốc này. Là bao nhiêu? Yeah. Dính đầy sữa. Đấy cắn nó đầy sữa. Ui cắn. Thầm ra một bãi sữa. Plot twist. Đó không phải sữa. Đó là sơn. Nóng quá. Ơ, chơi kìa. Net.
chậm chậm. Nhìn tưởng vậy mà không phải vậy. Hả? Sư nó kêu lên chứ. Oh fuck. Ê hình như cái này không đang không bật cái tăng đam phê tập lâu đây thì phải. Cái mà bấm nút X các thứ ấy. Em đang bấm đây. Anh thấy đam vẫn thế mà. Dạ. Ừ. Sao không thể đồng tí đam được. Cái này phải bật đánh lên. Đánh tournament thì mới được à? Cái này phải bật lên. Ừ cái này phải vào tournament đúng không? Anh đéo hiểu tại sao nó bật tắt cái đấy là anh đéo thì không biết. Để mặc định mẹ đi. Xa chưa? Vất vả thế được 400 rồi à? Đấy thôi anh. Cả nhà cả cửa thì có thế thôi. Được rồi. Hấp được 1 lần. 2 lần, 2 lần. Ra ngoài. Ấy. Ấy. Đây à. Surrender and die. Round 2. Fight. Whoa, whoa, whoa. Oh. Dính bao nhiêu lần rồi? Anh cả 4 con rồi. Không break được, không kia không break được. Ấy, chết rồi. Vãi lìn. Không kịp để ý vào break. Không được cả, không được chủ. Ôi, nhanh thế. Trả giá đầu tiên. Sữa. Giờ thôi để đổi nhân vật thôi. Đó đúng một trận đổi. Nitara.
General Sha, Kung Lao, Chiu Jing. Con này là con chuyển sang chế độ mút sữa, không phải mút máu nữa. You were worth more to me alive than dead. Round 1. Fight. Hey ya. Lên. Tay ngắn quá. Mình nút vậy. Ok không anh? Má, nhiều hit quá. Hả? Bấm nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm. Đấy. Má. Đấy. Ai à mò sữa hút sữa hút sữa nhìn buồn cười mũi chảy nhìn buồn cười mũi chảy bạn nào tiếu bạn không vậy quá đủ hôm nay rồi bạn. Sao bạn nghiện nhiều quá rồi à? Rồi tôi nghiện đến tôi muốn mua đéo ra luôn rồi. Bạn có bài mới vừa rồi, ok không? Tôi tưởng bạn đánh. Tôi tưởng bạn đánh cả anh Hậu đang định vào xem anh Hậu đánh Reptile. Đánh không? Ai đánh không? Đánh hay rồi lại làm tí nữa. Bạn phải có quan điểm của mình chứ bạn. Đi các bạn, các bạn thấy mình dụ dỗ. Thôi là thôi, các bạn hay là đấy, anh Hậu bảo Reptile các thứ đang được vào xem. Tưởng anh Hậu đánh, không anh Hậu đéo đánh kiểu trong này ạ. Thì mình combo với cả Murato đâu có đi đâu em, thiếu mà. Em định chơi con đấy. À chơi à, thế đi lại vào đây thôi. Em biết chơi tí tí rồi. Thế thì lại phải chơi rồi. Cắt móng tay bắt anh mời em đi. Cắt móng tay luôn, chuẩn bị móc cua anh rồi. Đang định ngồi xem stream cắt móng tay, không nhân lại rủ. Nghĩa lại rủ mà. Ok. Đừng nghe đánh combo nào. Ôi. Ê da. Ui, bắn ra nhiều xương ấy. Đánh sao khan nè. Đúng ạ. Chị buồn cười quá thề. Mấy con này cái nhảy của nó khó chịu quá, cái nhảy của nó vụt xuống dưới ấy, dễ dính quá luôn. Nai vuốt. Trầm thu vậy. Anh Hậu mời em á. Đây đánh lốt chân thành hả? Good punish. Ôi mẹ em ban ở đây, dưới đây thì... Từ đâu anh vào xem thôi. Anh cũng vừa bảo thấy xong anh phá con mẹ game rồi. Em đang treo máy rồi.
anh cũng vừa bảo thế. Anh cũng vừa bảo chơi đâu không anh vào con mẹ game rồi. Em không chơi đâu. Ấy cái kia không bị drop drop rồi. Sao người lên không gáp à, what the fuck? Đây bạn không có gáp à. Người bắn đầy sữa này. Thực khách đừng mô tả đi. Có gáp nhưng mà bạn chơi đủ nhanh đúng không? Set up What the? Anh đi lấy wake up không được. Gạt tao thế. Instant die kick. Chụp một cơ. Aaaaaah. Ê. Á. Chứ gì đây? Đó là đừng xuống nước đấy mày. Đó. Chết có thể hơn đây này, hẳn 200 máu. Có nhiều cái đi màu trắng ấy. Sữa. Nhặt lên đi. Thảo cho bạn góc ạ. Panish, cái này bắt đi giúp combo luôn đấy. Launcher xí đá. Để nó lao ra, sợ là chờ thôi. Cái này tay dài quá. Sao hàm màu trắng à? Không, anh mốc bánh này, mốc bánh này. Bệnh màu trắng à? Ôi. Thôi đến rồi combo đệ. Cái này trúng, cái này trúng. Cái này mày trúng được, 1-2 nữa, phải dập lâu luôn. Sao căn màu trắng. 9-4 là bạn đánh đến 9-0 xong bạn gỡ lên 1. Có bạn đi lồn. Mà con này đâu tự đam to lắm nhỉ, anh tưởng con này phải lên đến 500 chứ nhỉ. Vẫn hơi bé. Không bên nó 0-3 đã bằng đấy rồi. Xin tưởng anh mít một cái combo ấy còn gì, mít một cái camel ra nó chạc không chị ạ, nếu mà lúc ấy nó chạc rồi thì là lên được đúng không? Con này đam ở con này nó chỉ đứng mức đấy thôi, khó lên cao nữa, để chuyển con khác. Con gì nhỉ, con gì đam to với con này nhỉ?
Người đáp. Liu Kang. Kenshi anh ơi. Kenshi đam to. Ôi, mày điện thoại đây à? Đúng rồi. Anh Hậu lâu ấy. Mấy rồi? Đây, lốt đau này, lốt này đang 2-0 lốt rồi. Anh cửa lắp, mẹ có một máu ạ. Ê, đệt. Đệt. Đệt hấp mạch. Tôi nghe cả tiếng bạn bấm hitbox. Đâu ạ? Đâu ạ? Đâu tôi đẩy lóc ông hả? Tôi vẫn nghe tiếng bạn cạch chửi mà. Bão lùng chất. Hây. Mới bảo tình huống bạn bấm mạnh quá. Tôi massing, tôi mass harder bạn. Nghe tiếng thấm rất là nghiện em ơi. Đừng nghe này có mua nào. Không anh. À. Cái này khó chịu thật đấy, cái răng của nó ấy. Cái răng là dễ dính thoải vãi luôn ý. Thoải vãi à. Mỗi đội bị cái là đam bé thôi. Đây là đồ. Chết luôn. Một cái gì của tôi tướng ra, đúng rồi. Tôi bật cheat phát. Chít đúng rồi. Em mời rồi, em mời lại. Không phải hết. Không biết sắp. Lâm thủ nó quạt được không kìa. À, dài. Cũng không đau lắm nhỉ, mặt rõ lòng. Lên chúng kìa. Thôi ạ. Điều ơi. Wow. Cái này nó cộng. Cái này càng bắn đầy mặt. Mẹ mày bắn đầy mặt thế ấy. Vãi luôn. Anh bảo rồi. Rồi của Sao Cát vậy. Đánh hồng cao vui quá. Mặt. Cung đầy mặt nhau đấy. Cuối tuần có Linh BD quá. Ai tên chất tên là Linh BD luôn rồi. Khẳng định đời tính luôn chứ. Thì khẳng định luôn mà. Có từ chối không? Người hiếu. Không biết là anh sao. Cuối tuần nó xuống máy bay cái là nó ra thẳng chỗ off luôn. Phải lồng nghiện. Phải lồng nghiện. Sao lôi chỉ đèo mà. Thôi đi mày đưa mày thêm mày ơi. Nó về quê luôn. Em mời lại con nữa này. Nó bảo là nó được nó xong hết kỳ sớm và đến ra Tết mới học lại. Nên là nó về một phát đến Tết luôn. Bây giờ biết là PS là có cả remote play ở trên đấy ạ. Ừ, Xbox. Có mà. Đây rồi anh. Cái trẻ à. Tôi bắt cái bản PC được mà. Nhớ anh đảm bảo quả đam đúng 350 luôn. Bấm kiểu gì bấm cũng 350 rồi. Cái game có anh. Không có đam, không có tăng. Anh mời em đi, anh mời em đi. Có à? 334, what the fuck. Anh cửa lao game á. Xong anh vào anh mời em này. Đi qua. Các bạn phải chém phải lấy mắt. Người đã to rồi nó còn chém quả rìu xuống đến nửa người dưới vãi luôn. Thank you.
Hay da. Nhiều cung quá. Ok á. Con mẹ ơi. Chưa kịp luyện trưởng mấy. Còn luôn đi cắm chưa? Đấy thôi. Đệt. Chỉnh cái máu ấy là chỉnh màu à? Thằng nào có tiếng gió, tiếng réo gì ở đâu ấy? Mích thằng Hiếu. Thằng Hiếu đúng không? Mích bạn bạn đây. Bạn nhìn mích tôi còn không hiện kìa ấy. Bạn ấy bảo do mích tôi. Mấy bạn thật mà. Rồi, vừa nói xong con hết luôn thì phải. Thật bạn đúng không? Bạn vừa tắt được. Không hề, không hề, không hề, không hề, không hề. Tiếp đi xem nào. Vẫn đang mật mà. Láo chết thật sự. Anh định né tránh em đến bao giờ? Đối diện với sự thật đi anh. Ây á. Cái vụt búa đấy, à vụt rìu đấy xếp hả bạn? Không bảy. À cái này thì xếp. Cái vụt nào bạn? Cái vụt này à? Vụt, không cái vụt mà như kiểu cái Facebook phải lên combo. Overhead, ấy. overhead xếp. Ừ cái overhead đấy. Nó có nít được cái đấy à? Tôi 10. Đâu? À, cái này hả? Cái đấy Tôi 10. Bạn đi lâu. Pushback nữa này là không có nít được đâu. Đi bộ vút dâu. Đi. Ơ? Sao không đến nhỉ? Lại ra phun mà mình rồi. Mình cũng lao, lúc đang bắn bạn tele vào. Gáp rồi. Đệt. Thôi đi rồi. 3 giây. Lý do đâu vậy? Đứng dậy là hết giờ. Vãi rồi. Chuyện gì mà xảy ra? 1 giây 1 máu. À cái kia gọi Fate Tabler trúng con Trinko. Ờ thế là ông tỉnh máu anh. Có. Có, chúng Camel dính máu bình thường. Nó ít máu hơn. Mỗi con một dạy phải nhau. Camel mất ít hơn. Không, con Jax mất rất là nhiều máu. Con Jax phải tầm 8%, còn con Serena các thứ là chỉ mất 1% thôi. Ra đen luôn, thế. Kéo vào game luôn. Cô nó. Ê, không biết làm sao được. Ông ngồi cái đấy em thử anh ạ, không biết làm sao được.
chết luôn. Kèo này không. Bộ theo. Ôi thôi, quần con quần con Suzuko. Lỡ cùng là con mẹ. Ây à. Cái này là tai nạn. Phải tập chơi no axe nữa. Cái con này no axe mới mạnh, đéo biết chơi. Ui, chống ra thai của anh xấu thế à? Ừ, bộ ấy xấu. Xấu quá. Xấu vãi thai. Reptile skin xấu vãi lồn ý. Nếu không một cái skin nào đẹp cả, có cái mặc định là đẹp mẹ nhất. Ai Motaro đây. Ừ, ra đi đai gái. Không, Sarina. Sarina có wake up. Quên. Tôi chơi Shujinko quen rồi. À, có Reptile máu màu trắng nhá. Bị sửa hết toàn bộ màu màu luôn. Họ làm gì đấy? Họ out rồi đâu? Out game rồi đâu? Họ chơi những con gì nhỉ? Wasn't for lack of trying. Round one, fight. Ây da. Ok, state loạn mất ạ. Tại sao? Đến. Xa quá. Ê, nó không full màn đâu. Á, à, không được. Không phải nhiều bet rồi. Ok, từ từ đánh nghiêm túc nào. Gần ba. Á! Nhớ lúc để combo đây 4. Ơ nhầm. Một đội bóng luôn chứ. Ê! À chết thế. Ai hộ đi về luôn mà. Bây giờ. Rồi cành. Đấy đi. Cái này không kịp block. Round 2 fight. Thôi đợi cái đây. Ok à. Bấm nhầm nhiều quá. Nữa. Mặt đầy sữa. Ê?
Làm gì đấy? Nhấn nhau với anh. DB4, DB3. Ê, nhầm ra, nhầm, chẳng phải thế, còn có thể sắp thương đâu. Ok. À, ba quá không ngồi được. À, nó fix cái lỗi mồm giật giật rồi. Mồm động kinh. Đáng vào lại. À đúng rồi, mình nghe tiếng hậu bảo là tên ứng dụng các thứ. Đợi thì em nốt trận rank. Đang thua 1-0. Nhiều cung quá. Giả thế. Giờ xe của 5 mới ra. Hiểu. Hút máu. Giận sức tỉ. Tại sao thế? Tại sao nhầm hướng rồi? Hả? Bồ xì đá mà. Úi, nhảy. À. Nhầm. Để end luôn nhưng mà bấm nhầm nút. Đó. Em còn cái lâu hát bảo kêu à. À đây có một đứa ra hồn chán thật. Thì đã ngồi à. Tập combo không dìu. Ôi từ từ đấy em đi. Đây xấu vậy đấy. Escape. Ủa? Ui, có thể. Sai chưa? Ủa?
chưa biết combo không dìu. Em mới tập con này hôm qua mà. Ây à. Bỏ nhiều chỗ nó lóng lóng á. Bao nhiêu? What the fuck? Không đau, không đau, không đau. Nó dùng phương nam, nó dùng phương nam. Á! Không đau. Ba hit. Bấm nhầm. Cái mùa này xì đà quá rồi, con này làm kiểu gì. Bị giới hạn ở một mức nào đó, nó không lên được cao nữa. Thêm ba nó cũng thế. Ba là một gì? Mẹ nó nhanh hết dìu quá. Đi. Ây da. À. Đây. Thả cái đạn một cách kia, chậm đi. À. À, nhưng không lo không ra đây. Nó chết chưa? Yeah. Khá xấu. Úi dồi ôi. Ôi 2-1 rồi anh ơi, em thắng 1 round nữa rồi xong. Ơ, đâu rồi? Con gì nhỉ? Không, anh mới tập Baraka sao nhưng mà này, thấy chán, đánh chán quá, chán muốn tập. Baraka, bây giờ kiểu gì? Bay hết nó còn 34% nữa thôi. Hai lần ép hai bốn cái này ba. Dạ, cũng là không ra nhỉ? Ờ, nhầm rồi. Đây xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mời đấy. Cái gì ạ? Còn vừa phơi hôm trước xong này lại phơi quần áo tiếp. Lắm quần áo thế. Vừa phơi hôm trước cái hôm mà bảo rửa bát lên phơi quần áo đấy. Xong còn phơi hai xô xong còn rút luôn gì nữa. Mới được có 2-3 hôm đã lại giặt quần áo. 2-3 hôm đã lại giặt quần áo. Thằng này có mấy cái. Bố mẹ cho ăn, bố mẹ ăn cơm nuôi ăn học đèo hoàng nói kiểu đấy. Ơ thằng này rồi, thằng này thì là AFK. Ây da. Xem con bài Reptile của anh Hậu. Đâu rồi, hoa à kìa. Sao? Sao? Không mèo nha em. Reptile cái bộ mặc định của nó đẹp mẹ nhất. Cái skin 2 số ấy luôn. 2 số như kiểu mặc áo mưa ấy. Ua. Quá nhé. À, tách trượt.
Trời ơi. Đứng lên combo nào. Bông anh. Hây à. Thế là sao? Ô. Ba rồi. Anh trời. Thì chết luôn. Nhìn đấy là trắng đầy đầy sân cười bay. Bóng con này xanh mà cũng phải chuyển này. Đâu anh chuyển không phải là em từng con một mốt đâu, không mất hết. Chuyển là chuyển hết cả mọi thứ. Thế nó kiểu chuyển nó chỉ chuyển từ cái màu đỏ đổi cái phai màu đỏ thì màu phai màu trắng thôi, còn màu xanh nó vẫn giữ nguyên. Anh chả biết nó làm cái gì đâu. Thầm hò luôn ạ. Đến muộn quá. Đéo đến thì phải sát góc rồi. Bẻ dài thế. Cầm làm lại. Má. Em bắn được một nút kia thành đấy rồi. Hả? Đây hai kìa. Lê à. Tao cứ tao đây hai lần. Hi 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 hi. Anh bỏ đỡ. What the fuck? Cái gì vừa xảy ra luôn? Cái đê ba của em nó không trúng anh, trúng mỗi con Serena. Ờ giờ anh không bắn à? Bắn cái gì đi, mẹ gần thế mà bắn theo gì? Gần cái thang của cái thang bắn tiên. Thấy thấy chưa? Đều. Cái ta bắn. Mẹ cái hit đấy mà cancel được giống ai giúp thì ngon. Tách cancel được cay thế. À. Ôi nó đến. Nó quá. Cái này đến này. Để ai xả đấy. Ôi gì. Con mẹ cái nồi gì đấy.
nhầm ra mò mà anh lại nhầm rồi. Cầm bách ngay 0.09. Đam, combo đáp to. Úi giời, thấy không? À. Spam, 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 spam. Ba 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 ba. Thôi bực này thế á. Nè. Big man. À. Nhảy vào chuẩn thế rồi à, combo con này không combo phải được lâu được. 1-2 thôi, ừ, chỉ có 1-2 phải tập lâu thôi. Bốn. Lỡ nhấn vào 2-2 rồi. Đã to hết mà, 4-4. Trời ơi luôn. Dìm lại có 4-4. 4, 1, 3, 1 camel. Cái thai, Mutaro. À. Ê, sao thế? Mãi đồ lằn. Thả đây. Lô con này ngon phết đấy chứ. Ơ, cái gì đấy? Cái gì xảy ra đấy? Gần anh. Finish. Cô đeo đến. Hả? Đi rồi. À, bết để weapon ít rồi. Reptile á? Reptile... Ừ thì một đam đáp to mà, nhưng vấn đề con đây có gì khác đâu. Fuxi cũng bình thường. Fuxi là ngon rồi. Fuxi lâu ngon vậy. Thế là được rồi. Đòi gì nữa. Hả? À, không biết bấm no axe. Tập combo thế thì hỏng hết. Ui, em vừa bấm cái gì nó ra cái xoay dìu ấy. Cái đấy là cái gọi dìu về. Nhưng mà ý là gọi dìu về nhưng mà nó là một đòn luôn. Ừ. Xếp luôn mà. Mẹ con Motoro là chả xếp. Tại sao lại thế? Tại sao lại thế mà? Tại sao lại thế? Bán rồi! Chết rồi, bán rồi! Thế là combo kiểu gì ạ? Không đến kìa. Bán rồi!
Bán rồi. Bán ra sữa kìa. Ủa bán sữa. Vừa mới giặt hôm kia con vừa mới phơi có cả cái chậu đúng không? Quá con phải cái đi phơi quần áo thì cứ phơi đi cứ cãi nhở. Không nghe không? Đau luôn. Công nhận. Thế là con phơi đấy còn gì? Có cái chậu chắc Hương mang xuống rồi. Mỗi cái việc phơi quần áo thôi mà không làm được à? Ờ nhấn nhá. Không trượt. Nào combo của em chứ tầm sao được đi mẹ chuyên nghiệp. Đấy đấy hai kìa, đang dở em chuẩn bị hai thọ. Lúc này anh nghiệp dư mới phát rồi. Đâu nghiệp dư mới phát một chuyên nghiệp. Dần dần phải. Tao nghiệp dư mới đệt. Bấm này, trong lúc này bấm nhầm. Chết mẹ luôn rồi, à đấy may mắn. Nghiệp dư rồi. À. Nghiệp dư rồi. Bớt. Ui, các bạn xa thế nhở. Bắn góc. Bắn xuyên. Không quá nghiệp dư mà cũng không chuyên nghiệp. Baby pro. Nhầm là không có gì để... Ơ kìa. Vừa đủ 208. Lộ game nha, lộ game nha. Ok. Chết rồi. Nhìn hay phết. Ủa, con này không có option gì đấy. Thưa mà, thế là ngon gì. Không phải con nào cũng như Liu Kang. Mà con nào cũng dồn đến chết con Liu Kang được. What the f- Kéo đến. Hay quá, bị dư. Hả hả? Ôi dạ. Nghiệp dư rồi. Nghiệp dư rồi. Na, mẹ cái hit over đằng sau. Ê, không phải là một lần này 2 hit. Mẹ
ăn lộn rừng nó xếp. À, chơi game còn mít xịn đâu, chơi thằng còn không có mít mệt quá. Ôi cũng dính nhá. Nghiệp dự. Hiểu được kìa. Nghiệp rồi. Anh bấm cái gì rồi? Ủa tước sữa, tước sữa. Cú cho em. Ây. Chết đi anh. Trời ơi. Mà em nghỉ đấy, đau tay quá. À. Ra ngồi lắp lại tí nào. Đau tay quá không chơi nữa lại ra ngồi lắp. Đỡ khác lắm. Ôi. Cho người ta nghỉ chứ. Ngồi lắp không phải giữ đỡ bạn. À, là lắp lại.